trị rụng tóc hiệu quả với vỏ bưởi. Bưởi là loại quả quen thuộc của người Việt Nam. Bưởi có tác dụng tốt trong quá trình giảm cân và làm đẹp cả chị em phụ nữ. Thế nhưng, ít người biết được rằng vỏ bưởi cũng có tác dụng tốt trong việc trị bệnh rụng tóc. Một số cách làm sử dụng vỏ bưởi trị rụng tóc mà bạn có thể áp dụng như sau. Cách 1. Nếu bạn còn trẻ mà đã có dấu hiệu bị hói, thì hãy dùng vỏ bưởi tươi xịt lên tóc. Tinh dầu trong vỏ bưởi có tác dụng kích thích tóc mọc ra. Việc làm đều đặn một ngày hai lần sẽ mang lại cho bạn hiệu quả như mong muốn khi sử dụng vỏ bưởi trị rụng tóc. 2. Tinh dầu có trong vỏ bưởi với công dụng làm giảm tóc gãy rụng, giúp tóc chắc khỏe và bóng mượt. Bạn có thể thêm 5 đến 8 giọt tinh dầu vỏ bưởi vào nước gội đầu, hoặc trộn cùng dầu gội. Hoặc bạn có thể cho tinh dầu vỏ bưởi vào 10ml nước, trộn đều rồi thoa lên tóc sau khi gội sạch mỗi ngày một lần, không cần xả lại với nước. Sử dụng vỏ bưởi trị rụng tóc theo cách này sẽ giảm rõ rệt lượng tóc gãy rụng, kích thích tóc mọc và cho mái tóc bóng khỏe, nhung huyền. Có thể dùng kết hợp với tinh dầu hương nhu cho tác dụng mọc tóc nhanh hơn. Hàng ngày, hai lần lấy vỏ quả bưởi tươi, bóp xịt dầu bưởi cay cay vào thẳng da đầu, sau đó xoa đều. Lúc xịt vào rất xót, da đầu bị cánh cánh như kiến cánh vậy. Cách 3. Bên cạnh xịt vỏ bưởi vào đầu, để trị rụng tóc, bạn nên kết hợp liên tục gội đầu bằng nước bô kết nấu với vỏ bưởi, lá dâu, cỏ mần trầu, thay hoàn toàn cho các loại dầu gội. Cách 4. Cách sử dụng vỏ bưởi trị rụng tóc khác nữa là, bạn có thể dùng vỏ bưởi đun nước gội đầu. Cách làm này đặc biệt có hiệu quả đối với các bà mẹ sau khi sinh. Cách 5. Bạn cũng có thể hòa 40ml tinh dầu bưởi nguyên chất, cộng 20ml tinh dầu hương nhu, vào 1 lít dầu dừa tinh khiết. Trước tiên cần thấm ướt da đầu, sau đó sử dụng khoảng 15-20ml hỗn hợp trên, tiến hành massage vào chân tóc, vùng rụng tóc, hoặc hói, từ 20-30 phút để cho tinh dầu thẩm thấu vào nang tóc, rồi gội sạch lại đầu bằng dầu gội đầu. Áp dụng đều đặn mỗi tuần 3 lần, bạn sẽ thấy hiệu quả vỏ bưởi trị rụng tóc một cách rõ rệt. Cách 6. Đối với triệu chứng tóc khô, rụng nhiều và dễ gãy, nhất là trong mùa thu, bạn hãy lấy vỏ bưởi ngâm trong nước ấm qua đêm, sau đó dùng nước đó để gội đầu mà không cần dùng dầu gội. Vỏ bưởi giàu chất xơ, protein và chất béo, còn có hương thơm ngọt ngào, sẽ nuôi dưỡng tóc hiệu quả và giúp tóc phục hồi nhanh chóng. Vì mục tiêu nâng cao sức khỏe người Việt, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đem đến những thông tin hữu ích nhất về sức khỏe cho các bạn. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng kênh, sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm tư vấn rất mong nhận được sự đóng góp chân thành của các bạn để giúp cho nội dung kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video.